VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Negip cứ diễn, anh em về nghỉ trước nhá. Negip. Ủa, Negip, là hôm nay có em không? Có. Diễn cuối cùng. Em diễn vô đét. Tới lúc anh diễn thì em về, không có coi. Thôi đừng có sống vậy kiểu. Có tình nghĩa tình anh em đi. Sống trời có ơi. Sự nhân đạo đi nào. Ở lại cũng vậy à, tại giải em là cái người cho đi mà. Lên sóng mình cũng coi. Đúng này. Mọi người ơi, bắt cận camera em diễn 101 cái biểu cảm nhá. Xong rồi có gì em về trước, mọi người cứ để em ép rồi. Kiểu bất ngờ ngạc nhiên. Trời hay quá, Gip ơi, trời. Trời ơi, quỷ Gip hát bài này hay quá. Hay quá, bài hay quá Gip ơi. Quá trời hay rồi. Hay quá chứ em ơi. Quân em đi, quân em đi. Trời ơi, trời ơi, nó bự dữ. Trời ơi, sao mà quân em đi, trời cái giọng. Trời ơi, đúng là cái giọng bài này của quân em đi hát mới hay. Đúng rồi, đúng rồi. Set của anh Gip dựng đẹp ha. Đẹp. Ê, em thấy bài này Gip hay không? Hay quá trời hay phải không? Tuyệt vời. Đúng rồi, coi như mình cứ lấy reaction trước đi. Phải là cái người đang diễn á. Ơ, hay quá. Ôi, ôi, ôi. Ồ, hiểu rap đang lên để xong. Đúng rồi, bao lần nghe hiểu rap nó vẫn hay. Ủa? Còn ai nữa? Giả gái hả? Hơn cả mong đợi. Trời ơi. Sao vậy? Không có gì. Đúng là Hiếu nó vừa hát vừa rap nhưng mà giọng nó vẫn trầm ấm, vẫn là chất đàn ông. Hay hay hay. Hiếu nhảy kìa, Hiếu nhảy anh ơi. Không, hình như bài nó không nhảy sao? Không, có nhảy, có nhảy. Ủa, ai Hiếu nhảy luôn. Trời, tiết mục đầu tư quá trời kiến rồi, quá trời cửa, quá trời gương luôn, trời. Ôi, trời ạ. Bài dư nô mic luôn đi. Đấy mới đây. Thôi thôi anh mai. Quay cho ngày mai đi, quay ngày mai. Quay cho ngày mai. Phẫn nộ hoặc buồn chứ anh. Ờ. Vui không à? Ê, là thấy bài dư nô mic không có gì đổi mới, không khác nó gì ngoài đời à. Thật, anh nghĩ là chung kết phải làm gì đột phá chứ trời. Cú. Cẩu. 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 Mai cậu cũng thi đó. Ủa, bài sông Luân đây hả? Ôi ơi, thôi. Sao có gì đâu, khùng quá. Anh nghe với nhau không? Ừ, anh em, thôi trước, thank you Gip nhá. Về trước anh. Để cho đỡ bất ngờ. Để nói em điều này. Thật ra, tất cả những gì mà Eric làm là đã rất là tuyệt vời trên sân khấu của anh trai C2 rồi. Kỹ năng của em, khả năng của em, tài năng của em là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng, cái anh Thành muốn thật sự chia sẻ với Eric là anh chỉ muốn em thật sự phải tin vào bản thân mình. Anh thấy Eric im lặng quá lâu và em ngại thể hiện bản thân trước mặt mọi người. Bất cứ lúc nào em chia sẻ em cũng nói rất nhanh. Em không tự tin là khi em nói chậm mọi người sẽ lắng nghe thông điệp của em. Bản thân anh tiếp xúc Eric ở ngoài, anh biết Eric rất là chân thành và sống rất là tử tế. Cho nên hãy tin vào bản thân mình. Tại vì khi em tin vào bản thân em thì mọi người mới tin em được. Em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Cố gắng. Ui giời ơi, không đâu. Khó nên nhờ. Khó nhờ. Eric, làm thế nào để bình chọn cho Eric à? Số mấy ạ? Dạ, số bình chọn của Eric là số 09 ạ. 09. Cảm ơn anh. 09, 09. Cảm ơn anh đừng khóc nữa. Cho em xin tờ giấy với ạ. Có ai có giấy không? Eric đã cỡ này thì Đức Phúc cỡ nào nữa? Thôi, Rick là luôn là số 1 lòng em rồi. Và sau đây sẽ là một trong những anh trai luôn luôn làm cho đối thủ của mình trở nên mệt mỏi. Chào đón Hiếu thứ hai. Đội trưởng của tôi. Trời ơi. Hiếu thứ hai. Hai. Tươi quá ha. Trời ơi. Tươi quá ha. Đã he. Đẹp trai có gì sai không ạ? Mà các bạn đang nói ai? Mình có thể nói là cả hai mà. Hợp lý anh ơi. Ok. Hiếu hôm nay sẽ mang đến cho mọi người cái message gì? Tới cái vòng này thì em nghĩ là mọi người cũng có thể thấy là em đã thử rất rất nhiều thể loại nhạc rồi. Và gần như là cái thể loại nào em cũng đã làm rồi hết. Em nghĩ đó là một cái phong cách của em, thể loại nào mình cũng làm được hết. Và em tới đây giống như là để chứng minh điều đó thôi. Không có ẩn ý gì sâu xa. Nếu có những ẩn ý gì sâu xa, đó sẽ để dành cho album tiếp theo ạ. Trời ơi. Ghê vậy ta. Đặt gạch. Vậy hôm nay sẽ là một cái màu mới nữa hay là trở về với bản ngã của mình? Màu mới đi anh. Mới đi ha, chung kết mà đúng không? Dạ. Hát hả? Vậy mình thử màu của Hiếu nha, để coi Hiếu màu gì nhá. Mấy điểm? Hiếu thứ mấy? Vậy Trinity thứ mấy?
Trời ơi, khán giả chị đâu y như người nhà. Kiểu này chắc chết quá anh Thành ơi. Nãy giờ em thấy bài nào cũng là lên trending hết. Vậy chương trình mình không hết ta? Em ơi, trending chỉ có một bảng xếp hạng thôi em ơi. Bài nào thì em cũng đẩy lên số 1 đó chứ vậy. Mấy bài kia là số 1 cho đến khi bài này xuất hiện đúng không? Anh nghĩ là tới giờ phút này là Hiếu đã nhận được rất là nhiều tình cảm, nhiều hơn rất là nhiều so với em tưởng tượng trước khi em thi đúng không? Dạ đúng rồi, em cũng không có nghĩ là... Alo, alo. Alo, alo. Cắm chát, cắm chát. Giờ ông sửa là hết nói được luôn. Tại sao la? Bình tĩnh lại. Em bước vào cuộc thi với lại một cái tâm thế là một cái người đã được nhiều khán giả biết tới rồi, và cũng như là đã rất nhiều người đã theo dõi cái hành trình âm nhạc của em cũng như là cái khả năng của em, nên là em rất là sợ là mọi người sẽ không thấy được cái sự bứt phá của mình. Nhưng mà phải nói là thật sự là tham gia cái cuộc thi này là một cái quyết định rất là đúng đắn với em. Thật ra qua cái cuộc thi này á, ngoài cái việc là khán giả thấy được em làm được nhiều thể loại nhạc hơn, thì cái mà khán giả thấy được nhiều nhất ở Hiếu đầu tiên nhá là nghĩa khí và trượng nghĩa. Cái thứ hai á, em sống rất là có trách nhiệm, tại vì các bạn phải biết là trách nhiệm là cái thứ mà nó khó nhất. Cái thứ ba là Hiếu thứ hai á, cho mọi người thấy được con người của em sống như thế nào. Không chỉ là tác phẩm mà người ta phải đến từ yếu tố con người, người ta phải yêu cái người nghệ sĩ đó thật sự. Sau khi nghe cái chia sẻ này thì em có một cái suy nghĩ rất là tích cực, là bây giờ mọi người đã yêu thích em, yêu quý em ở rất là nhiều cái lý do, thì nó lại là một cái động lực cho em thấy được là em phải cố gắng nhiều hơn nữa như thế nào để mà em lấy cái tài năng lấn át luôn cái con người của em luôn. Nói tới đây thì anh cũng nói về quan điểm của anh, tại vì đang nói chuyện với một ngôi sao. Anh thấy Hiếu có cố gắng. Em đang làm nghề với sự vô tư, sự thưởng ngoạn, nhưng Hiếu chưa cho anh thấy được khát vọng tận cùng của cái người đứng ở trên top 1. Yes sir, yes sir. Em rất là cảm ơn anh Thành cho em một cái lời góp ý quá tuyệt vời. Em chỉ còn một cái cách duy nhất thôi, đó chính là chứng minh bằng cách là chắc chắn album kế tiếp phải tung nóc. Em chỉ chứng minh bằng album thôi, em không chứng minh bằng single. Em làm album. Nghe hấp dẫn đó. Anh cũng muốn biết là cái nội dung bài này nó có liên quan gì đến câu chuyện thiệt của em không? Bài này tên là Quay Đi Quay Lại. Nó là một câu chuyện về một cái cặp đôi yêu nhau mà lúc nào cũng làm đau nhau hết, không có cách nào có thể thoát được cái chuyện tình này hết. Và đó không phải là câu chuyện của em, mà đó là em lấy cảm hứng từ Quay Đi. Trời ơi. Đó, mình thấy về cái chuyện tình của QD vậy nên là mình viết tặng cho QD một bài. Một cái lời để cảm ơn QD vì đã làm tất cả những thứ này cùng với Hiếu thứ hai. Yeah. Bình chọn Hiếu thứ hai bấm số mấy ạ? 03. 03. 03 ạ, 03 ạ. Hiếu thứ hai. Yes sir, và shout out to QD nhá. Kể cả cuộc thi nào có một bài nào mà dài 10 phút không nhỉ? Không, chưa. Không, cuộc thi nào 10 phút. Ai mà xem được. Tầm 5-6 phút là đẹp anh rồi. Anh mới đầu tính làm đó, là anh tính làm giải intro á, là anh đúng ngồi rồi. Đàn. Ủa QT nó có ngồi dưới không? Không anh. QT ngồi một góc niệm Phật. Ngồi góc niệm Phật. Bài em nhảy nhiều không? Anh nhảy hết bài á. Gần như là hết bài. Chứ Son nhảy căng đét luôn. Kinh. Anh em nhảy ghê quân quá. Quân quân. Anh nhảy không? Anh đâu có nhảy đâu. Có nói đi. Nhảy mấy cái điều tào lao à. Nhảy luôn. Bài anh cả bài yếu ghép lại vô bài em luôn. Bài em có 4 phút à? Khùng điên quá à. Cho khán giả quẩy tới chết. Bài 4 phút. Đánh bây giờ bài anh 4 phút anh nghe bài anh 2 lần rồi vẫn còn đang nghe. Bài em 4 phút à? 4 phút 20 giây. Không. Bài em 6 phút. 4 phút à? Anh nói em làm em kiểm tra đó, lại phút. Kết nối Bluetooth mới mọi người coi. Kiểm tra lại xem bao nhiêu phút rồi. Đúng mà. Hôm bữa anh nghe bài em 3 phút rưỡi xong bắt đầu anh ăn xong nửa hộp em vẫn còn đang nghe bài của anh mà. 4 phút 20 này. Quang Hùng kìa. Sao? Người nhà kiếm người nhà gọi. Vậy thì hãy chào đón Rider. Nó đi đánh từ cái chống 1 đúng không? Anh trai say hi bra. It's Rider. Dài quá, thanh trưng. Xin chào mọi người ạ, cho em gửi chào anh Thành và gửi lời chào tất cả mọi người đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Nay nhìn em rất là tự tin và thoải mái đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ, em đang rất là sẵn sàng để mang đến những gì mà em đang chuẩn bị mang đến cho mọi người ạ. Yeah. Hôm nay em sẽ mang đến mọi người một màn như thế nào và tại sao sân khấu này được setup như vậy? Đây cũng là chung kết rồi nên là em trở về nhà và đây chính là ngôi nhà của em. Sân khấu chính là ngôi nhà của em và em luôn coi khán giả chính là gia đình, những người xung quanh và yêu thương em ạ. Vậy nhà em nhiều thành viên quá. Em đã viết cái bài này với một cái hoàn cảnh như thế nào? Khi viết bài này thì nó hơi nghịch lý một tí. Nhưng em cũng không buồn hay là gì về chuyện tình yêu cả.
mà lúc đấy là em đang có đọc được một vài lời trên mạng. Thế nên em nghĩ đến bản thân em là tại sao mình lại thành ra như thế, vì mọi người nói như thế. Thì lúc đấy em mới viết một cái gì đấy nó như thế, mang tâm trạng của mình và nó gào thét hơn một xíu, nói ra hết được những gì mà em muốn nói. Nhưng mà thật sự phải nói đây là một bài rất là cảm xúc, tâm trạng của mỗi một con người đôi khi mình cũng muốn gào lên, và lúc đó là lúc mà mình được giải phóng năng lượng nhất. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Và hy vọng là tình cảm của Rider thông qua bài hát các bạn đã cảm nhận được, đúng không ạ? Yes yes. Các bạn có yêu thích bài hát này không? Love it. Mọi thích không? Ok. Và hãy bình chọn cho Rider với mã số bình chọn là 12 quý vị nha. Cảm ơn rất nhiều. Và hãy chào đón Eric. Eric. Go. Woo. Ghê vậy. Eric. Chào Eric, hôm nay em có một bộ trang phục rất là đẹp luôn. Không biết là cái trang phục này có ý nghĩa gì không à? Một nhân vật nào chăng? Mọi người có thể để ý là cái set ngày hôm nay thì nó có lụa này, nó có trăng, có núi. Thì thật ra là cái bộ đồ này nó rất là phù hợp. Chắc chắn rằng là đây sẽ là một cái bài hát có thể nhún nhảy theo được. Hy vọng là tí nữa mọi người có thể hát theo được một cái hát cùng Eric nhá. Bài này hay lắm đấy. Đẹp quá, cái núi đẹp quá. Ôi đặt tranh rồi. Thầy phong thủy luôn đó. Trời ơi, đúng là set 100 triệu, có khác. Set này chỉ có thua set em thôi. Hay quá. Trời ơi. Khóc rồi. Đừng có khóc. Quá giỏi rồi. Đồng quá quân. Giỏi luôn. Nói thiệt, trong lòng Trấn Thành, Eric là một ngôi sao toàn năng. Thật sự như vậy rồi. Hát này gu âm nhạc cực kỳ tốt, hát nhịp phách cực kỳ chuẩn, biết biểu diễn rồi nhạc cụ rồi còn làm xiếc. Rồi vũ đạo tuyệt vời nữa. Với Trấn Thành là Eric là một người thật sự rất xứng đáng để có mặt trong nhóm nhạc debut năm nay. Em chơi tới mức độ này luôn á. Wow. Bất ngờ quá. Em mất bao nhiêu thời gian cho tất cả những điều vừa rồi? Thực sự là để đến được với đêm chung kết ngày hôm nay thì Eric muốn gửi một lời cảm ơn đến tất cả mọi người, vì mọi người đã vô tình cho Eric. Mặc dù là Eric biết rằng là trong chương trình này đúng là bản thân mình vẫn chưa thực sự bung được hết tất cả mọi thứ ra, và mọi người có thể là vẫn chưa hiểu. Cho nên là ở tiết mục solo lần này thì Eric rất muốn rằng là sẽ có thể làm được nhiều thứ hơn thế. Khán giả thực sự là muốn thấy Eric bứt phá hơn đúng không? Tiết mục vừa rồi có đủ bứt phá không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Để nói em điều này. Thật ra tất cả những gì mà Eric làm là đã rất là tuyệt vời trên sân khấu của Anh Trai Say Hi rồi. Kỹ năng của em, khả năng của em, tài năng của em là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng cái anh Thành muốn thực sự chia sẻ với Eric là anh chỉ muốn em thật sự phải tin vào bản thân mình. Anh thấy Eric im lặng quá lâu và em ngại thể hiện bản thân trước mặt mọi người. Bất cứ lúc nào em chia sẻ em cũng nói rất nhanh. Em không tự tin là khi em nói chậm mọi người sẽ lắng nghe thông điệp của em. Bản thân anh tiếp xúc Eric ở ngoài, anh biết Eric rất là chân thành và sống rất là tử tế. Cho nên hãy tin vào bản thân mình. Tại vì khi em tin vào bản thân em thì mọi người mới tin em được. Em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Cố gắng. Ui trời ơi, nó không đâu. Khó nên nhờ. Eric, làm thế nào để bình chọn cho Eric à? Số mấy ạ? Dạ, số bình chọn của Eric là số 09 ạ. 09. Cảm ơn anh. 09, 09. Cảm ơn anh đừng khóc nữa. Cho em xin tờ giấy với ạ. Có ai có giấy không? Eric đã cỡ này thì Đức Phúc cỡ nào nữa? Thôi, Eric là luôn là số 1 lòng em rồi. Quân AP phở. Và đó là ai hả? Quân AP. Xin giới thiệu Quân AP. Hoa đẹp nhất hả? Hoa đẹp nhất. Quang tôi. Quang vườn hoa số 1 sẽ đắp căng ấy. Đây rồi anh ạ. Quân AP. Quân AP. Các bạn thấy Quân AP có đẹp trai không ạ? Mà còn dịu chi nữa. Tại vì hoa cho sân khấu là 100% hoa thiệt nha. Trời ơi. Wow. Cho mình hỏi là tại sao lại đầu tư dữ vậy ta? Dạ vâng. Trong suốt một hành trình của Anh Trai C2 thì em đã thử sức rất nhiều thể loại khác nhau. Và đến vòng chung kết này rồi thì thực sự là em cũng cảm thấy làm một cái gì đấy đánh mạnh vào cảm xúc của tất cả mọi người. Đây cũng là một tiết mục mà mọi người lần đầu nhìn thấy Quân ở trong chương trình Anh Trai C2. Chúng ta nhớ lại Quân AP lúc đầu đến đây với mục đích gì? Từ một hoàng tử tình ca thì Quân AP muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, đến những cái nơi có cái tính chất bứt phá cao hơn. Và chúng ta thấy Quân rap, Quân nhảy, Quân hát nhạc dance,
Quân đu dây, quân làm xiết đúng không ạ? Anh có nhầm sang mình không? Anh nhầm qua mình đấy. Làm xiếc thì nhờ mỗi anh em mình làm xiếc. Hơi nhầm. Ôi, dễ thương quá. Nhìn trời ơi, hoàng nó giống mình, nó kêu nó không biết đàn. Tính đang đàn lên đấy chứ, em tính đàn đoạn đầu của em ấy. Bài đánh đàn luôn nha. Ôi, đẹp quá vậy trời. Thì mới nói mình nó không biết đàn. Kỳ này chết mấy người đánh đàn, anh tốt xong lưng rồi. Quân biết không? Sau khi nghe xong bài này, anh phải công nhận em là một người hát nhạc tình rất là hay thật sự luôn. Và quan trọng là cái giọng của Quân là cái giọng rất là man, đúng không? Hồi nãy vừa hát xong ở dưới anh nghe có một câu muốn có bồ. Khi mà nhận được đề bài của chương trình thì ngay lập tức ngày hôm sau qua nhà anh Ti. Và khi mà vừa nghe thấy bài hát này xong thì em đã chọn trong vòng khoảng đâu đó 2-3 phút. Sau khi em chọn xong rồi thì em mới biết là Đức Anh ơi. Thế này giới thiệu với quý vị, Đức Anh là người viết bài Regret đang chém chệ trên top trending rồi. Đức Anh đang là một nhạc sĩ trẻ mà em nghĩ là đang cần những cơ hội để nhiều người biết đến hơn. Đó là lý do mà em muốn đưa Đức Anh lên sân khấu như là một lời tri ân của em. Disco là người producer chính của ca khúc Cứ Mỗi Sáng Anh Lại ạ. Và để bình chọn cho Quân AP, chúng ta sẽ bình chọn cho số 08. Quán quân rồi. AP Quân vô luôn hay lắm. Like this guy. Ai cầm hai tấm thì cho người bên cạnh giúp anh rồi. Anh lại thì đâu biết ai lạnh. Lại là DJ How. Sạp rồi sao? Cứ mỗi sáng anh lại là DJ How. Yes sir. Rider Đức Anh. Cứ mỗi sáng anh lại nhớ em. Em mà như Quân là em hát như thế. Như hát như Quân thì nó không có gì để nói nữa. Nó không có tính truyền thông chị ạ. Vì cái bài ngáo ngơ cùng truyền thông nhất là G-Son nó ép đau chưa. Quân muốn thảm, muốn thảm. Đây là cùng của đấy, nó lại là truyền thông. Em cũng nghĩ G-Son nó cố tình chơi chiêu. Sái đã thay đồ rồi. Trời ơi, cái bài của anh Sái chắc là để thi cuối cùng. Bài của anh tỷ 2 lận thì chắc là bài để cuối cùng set tỷ 2 mà. Negip cứ diễn nha, anh em về nghỉ trước nhá. Negip. Ủa Negip, là hôm nay có em không? Có. Diễn cuối cùng. Em diễn vơ đét. Tới lúc anh diễn thì em về, không có coi. Thôi đừng có sống vậy kiểu. Có tình nghĩa tình anh em đi. Sống trời có ơi. Sự nhân đạo đi nào. Ở lại cũng vậy à, tại giải em là cái người cho đi mà. Lên sóng mình cũng coi. Đứng này. Mọi người ơi, bắt cận camera em diễn 101 cái biểu cảm nhá. Xong rồi có gì em về dương, trước mọi người cứ để em ép rồi. Kiểu bất trời ơi, hay quá Gip ơi, trời ơi quỷ Gip hát bài này hay quá. Hay quá bài, hay quá Gip ơi. Quá giờ hay rồi. Hay quá chứ em có thấy Gip ơi. Quân em đi, Quân em đi. Trời ơi, trời ơi, nó bự dữ. Trời ơi, sao mà Quân em đi, trời cái giọng. Trời ơi, đúng là cái giọng bài này của Quân em đi hát mới hay. Đúng rồi, đúng rồi. Set của anh Gip dựng đẹp ha. Đẹp. Ê, em thấy bài này Gip hay không? Hay quá chị, hay phải không? Tuyệt vời. Đúng rồi, coi như mình cứ lấy reaction trước đi. Phải là cái người đang diễn á. À, hay quá. Ôi quá. Ô Hiếu rap đáng lên để xong là bao lên bao xong lần là nghe Hiếu rap nó vẫn hay. Ủa? Còn ai nữa? Giả gái hả? Hơn cả mong đợi. Trời ơi. À, sao vậy? Không có phải nhận. Có cả hai luôn. Đúng là Hiếu nó vừa hát vừa rap nhưng mà giọng nó vẫn trầm ấm, vẫn chất đàn ông. Hay. Hiếu nhảy kìa, Hiếu nhảy anh ơi. Không, hình như bài nó không nhảy sao? Không, có nhảy, có nhảy. Ủa, Hiếu nhảy luôn. Trời, tiết mục đầu tư quá trời kiến rồi, quá trời cửa, quá trời gương luôn. Trời ơi, trời ạ. Bài dư nô mic luôn đi. Để mới lên. Thôi anh mai. Quay cho ngày mai đi, quay ngày mai cho ngày mai. Phấn nộ hoặc buồn chứ anh. Vui không à? Ê, là thấy bài dư nô mic không có gì đổi mới, không khác nó gì ngoài đời cả. Thật, anh nghĩ là chung kết này phải làm gì đột phá trời. Cú. Cẩu. Cẩu. Cẩu kỹ. Mai cậu cũng thi đó. Ủa, bài sông Luân đây hả? Ôi ơi, thôi. Sao có gì đâu, khùng quá. Anh em với nhau không? Anh em, hôm trước, thank you Gip nhá. Về trước đây. Để cho đỡ bất ngờ. Anh trai C2 Concert 2024 chính thức bán vé ngày 21 tháng 8 tại ticket.vshop.vn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Anh trai C2. 16 tiết mục solo rất bùng nổ. Negip cũng đã sẵn sàng để mà mình bùng cháy. Hùng muốn mang một cái gì đó của Quang Hùng Master đi lên cái sân khấu này để debut. Những cái điều mà mình đã học hỏi, đã trau dồi thì đây, ngay tại giây phút này, tiết mục solo, mình sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất
và mang lại một cái phần trình diễn tốt nhất để gửi đến tất cả mọi người. Dù kết quả có như thế nào thì Eric cũng sẽ chiến hết mình, bởi vì Eric tự tin rằng đây sẽ là một cái ca khúc mà ấn tượng nhất trong hành trình của Eric tại Anh Trai Say Hi. Yeah, và đêm nay thì Ryder sẽ chứng minh cho mọi người thấy là một con người sinh ra để đứng trên sân khấu sẽ là như thế nào. Isaac sẽ cố gắng để đem đến màn trình diễn đầy cảm xúc đến với tất cả mọi người. Và chắc chắn sẽ có rất là nhiều bất ngờ sẽ xảy ra trong tập tiếp theo. Say hi, anh trai Hùng Huỳnh đã trở lại. VIP, dẫn đầu xu thế thẻ.